Ủy ban Nhân dân huyện Giang Thành phối hợp với Tổ công tác Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang tiến hành ra quân kiểm tra, giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Tân Khánh Hòa. Theo đó, các lực lượng chức năng phối hợp tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết và vận động các hộ dân dọc tuyến đường quốc lộ N1, tuyến giao thông chính và các hộ kinh doanh buôn bán tự giác tháo gỡ, di chuyển các phần vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Qua ngày đầu ra quân, tổ công tác đã nhắc nhở và cho ký cam kết 37 trường hợp. Đợt ra quân lần này nhằm chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, nhất là các hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường, làm nơi kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu, lặp lại trật tự hành lang an toàn đường bộ.